Nhiều một cái thì cuộc sống sau khi được học tập trở ra và sau đó thì cho thằng bé liền ra như thế này. Những lần liền rồi thì rất là cố gắng. Xin chào mọi người, mình là Hoa Hằng. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà mình. Và hôm nay thì mình ở nhà giúp bố mình làm bột sắn. Thì bây giờ là cái giai đoạn mà khuấy bột đấy, khuấy để lọc bột. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Trời đang rất là nắng. Đây là mình dùng cái máy quấy để quấy. Bình thường ngày trước thì sẽ quấy bằng tay, nhưng mà làm như thế hơi lâu với cả không tranh thủ làm việc khác được ấy. Nên là dần dần cái máy này ra đời. Thì trong lúc vừa quấy bột bằng cái máy này thì mình có thể đi làm việc khác tranh thủ, như thế thì tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Mà mùa đông trời lạnh lạnh như này ấy, thì mình sẽ không còn phải chạm tay vào nước ấy, sẽ không bị lạnh. Chứ ngày trước mình ở nhà mà phải quấy bột ấy, mùa đông mà phải quấy bột ấy ám ảnh luôn, bởi vì nước rất là lạnh. Bây giờ có cái máy này thì tiện hơn với cả nhanh hơn rất là nhiều. Nhìn rất là hay. Đây là khu làm việc của nhà mình. Đây là một khu nhỏ thôi, còn một khu ở bên kia nữa. Bột. Đây là giai đoạn mà lọc con một lớp vải ấy, để lọc những cái bụi rồi. Đây là cái giai đoạn mà bột đã được lọc sạch nhiều lần rồi ấy, thì có thể cắt và phơi khô, xơi khô để thành bột tinh như hiện tại đấy.